Nam cũng chào tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam cũng ghé lại miếng vườn sầu riêng. Thì vườn sầu riêng này thì của Ghi Sáu nữa con. Thì hôm nay thì Nam ghé lại Nam coi thử cái lượng trái nó như thế nào. Thì sau lưng của Nam đây thì quý con nông dân mình thấy hiện tại giờ trái nó cũng đã đậu rồi nè, nó chạy trái nè. Trái nó cũng gọi là khá là ok, ổn rồi đó các con. Thì coi như là mình cũng đã thành công được cái giai đoạn gọi là giai đoạn đầu rồi đó. Giai đoạn đầu rồi đó. Thì còn về cái giai đoạn tiếp theo nữa, đó là cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn thúc trái, nuôi trái để cho trái của chúng ta nó được lớn và nó nở ra. Thì giai đoạn này cũng khá là quan trọng nữa con. Thì cũng nhiều nhà vườn thì cũng điện hỏi Nam là về cái vấn đề nuôi trái. Thì nuôi trái thì cái giai đoạn nào thì chúng ta sẽ gãy phân nuôi trái. Thì như quý con nông dân mình thấy là hiện tại giờ là cái trà sầu riêng của chúng ta là nó rơi vào khoảng là bự ngón tay cái của Nam rồi. Đây thì vườn này là cây này khoảng 9 năm. Thì cái sản lượng mà trái nó đậu thì có thể là nhờ cameraman quay lên phía tầng trên dùm cho Nam. Đó, thì quý con nông dân mình thấy là hiện tại giờ đậu chùm chùm. Thì giai đoạn này thì Nam cũng cho gãi phân để nuôi trái. Thì Nam sẽ gãi đó là cái công thức phân là 11, 12, 18 cộng với 3 số 16 nha quý con. Thì chuẩn bị thì vườn này chuẩn bị gãi nè. Thì gãi vào nhằm mục đích là cho nó đưa cái dòng dinh dưỡng vào để nó nuôi được cái lượng trái của chúng ta. Cái thứ hai nữa là ngoài ra cái giai đoạn này thì Nam cũng đã cho xịt cái dòng là đậu trái đã xong rồi. Thì Nam sẽ bổ sung thêm cái dòng là canxi cộng với cái amino với cái thuốc sâu và cái thuốc bệnh với con. Thuốc bệnh thì Nam sẽ cộng cái chai MD79 để ngừa cái vấn đề là bệnh thối trái, hư trái của chúng ta. Đó. Thì giai đoạn này thì bắt đầu là chúng ta sẽ xịt định kỳ khoảng 7 đến 10 ngày chúng ta sẽ xịt một lần. Nhưng mà quý con nông dân chúng ta chú ý giùm cho Nam là giai đoạn này chúng ta sẽ xịt cái dòng thuốc sâu gọi là thuốc sâu mát nha quý con, để cho nó gọi là diệt những cái sâu để đục cái đít trái của chúng ta. Đó. Còn về cái dòng mà gọi là xô á, xô nuôi trái á, thì giai đoạn này thì khi mà gãy phân xong rồi thì cỡ khoảng 10 ngày sau hoặc là có thể là 8-9 ngày không chừng thì Nam sẽ tiến hành là cho tưới cái dòng xô nữa con, tưới cái dòng xô nuôi nuôi trái. Thì dòng xô đó bên Nam là cái dòng xô lớn trái sầu đó. Thì Nam sẽ tưới, thì khi mà gãy phân xong rồi khoảng 8-9 ngày sau Nam sẽ cho tưới cái dòng xô. Thì còn về cái giai đoạn này á thì quý con nông dân của chúng ta có thể là rảnh á, chúng ta sẽ đi tiễn trái nha quý con, tiễn trái lứa đầu dùm cho Nam. Tiễn trái là có nghĩa là mình sẽ tiễn những cái trái gọi là nó bị eo đây nè, nó bị cong đít như thế này nè quý con. Mấy cái trái nó cong đít nè, nó cái đít nó dãnh lên gì nè là nó sẽ bị gọi là giật học á, giật học. Thì giai đoạn này chúng ta sẽ loại trừ, chúng ta sẽ bỏ đi. Thì thay vì bây giờ á, cây này nửa sau này trái này nó cũng phải rụng thôi, nó rụng, nhưng mà mình sẽ không cho để tự nó rụng mà mình sẽ đi lại bỏ đó, mình sẽ đi tỉa bỏ hiểu không? Nhiều quý con nông dân thấy là chùm như thế này thì được đầu là mình sẽ chừa lại cỡ khoảng 5 trái đó, 4-5 trái là ok. Nhiều quý con nông dân thấy là cái lượng trái thì khá là ổn rồi đó. Về cái khâu mà gọi là cái khâu đậu trái này nè, thấy chưa nè, khá là ok nè. Đây đậu nè, đây như mấy cái trái công đích này là Nam bỏ luôn nè, bỏ nè. Để mình sẽ chừa lại những cái mẫu trái đẹp thôi quý con. Mình không có chừa lại những cái trái mà gọi là công đích. Như chẳng hạn cái nào công đích thì mình đã lấy tay mình lặt bỏ đi con. Giai đoạn này mình lặt lấy gai nè. Như bây giờ như cái chùm này đúng không? Cái chùm này nè thì nó sẽ có những trái đẹp và những trái xấu ở trong đây. Thì mình sẽ loại bỏ đi những cái trái gọi là nó bị công đích á. Thì Nam sẽ loại bỏ nó sớm đi để không có để cạnh tranh dinh dưỡng nữa con. Nè trái nè, gai nó nở gai rồi, gai nó xanh rồi, thấy chưa. Đậu trái nói chung là gì là ok nè con. Ghi Sáu mà giai đoạn này là cũng chung là mình đã vượt qua được một cái ngưỡng rồi, cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng mà rụng trái rồi đó. Thì khi mà mình khi mà xả nhị khoảng 80% đó thì quý con nông dân của chúng ta xịt cái bộ đậu trái giùm cho Nam đó. Xịt cái bộ đậu trái gì thì có thể là quý con nông dân chúng ta kết bạn Zalo đi, Nam sẽ gửi cái bộ đậu trái của quý con nông dân mình xem đó. Thì bây giờ là trái nó đã đậu ok rồi nè, ngon lành rồi nè. Phía trên tầng trên thì quý con nông dân mình xem nè, giai đoạn này nó cần một cái nguồn dinh dưỡng nha quý con, để cho cái cây của chúng ta nó
đủ cái dinh dưỡng để nó nuôi được cái lượng trái như thế này nha. Tại vì cây này á, là cái lượng trái nó cũng khá là nhiều quá chứ không phải là ít nha. Hiện tại giờ là trái này nếu mà tính ra chắc khoảng 300 trái có ạ. 300 trái chứ không ít đâu. Tại vì cây này thì năm nay năm để cái số lượng trái nó hơi nhiều, thì cái dinh dưỡng đợt này mình đi á thì có khoảng là 8-9 ngày, 10 ngày là mình sẽ đi một lần. Dinh dưỡng ngoài ra thì tùy theo cái giai đoạn dinh dưỡng để mình đi. Sầu riêng á, thì mình nói là dinh dưỡng á, thì cái dinh dưỡng nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề là yếu tố là gì. Cái lượng trái của chúng ta như thế nào, chúng ta mới đi cái dinh dưỡng, công thức nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Có thể là đợt này Nam sẽ gãi là 11, 12, 18 cộng với 3 số. Một tuần 18 ngày sau, 9 ngày sau thì Nam sẽ tiến hành là cho tứ cái dòng xô lớn trái sầu riêng. Rồi khoảng 8-9 ngày sau thì Nam sẽ đi cái công thức phân khác nữa nha quý con. Có thể là Nam xuống trực tiếp địa vườn để Nam coi thử cái sản lượng trái như thế nào, trái nó nở gai như thế nào. Nam sẽ đi cái công thức để làm mục đích là gì? Sửa tướng trái vào cái giai đoạn này. Nam sửa bằng hình thức là dinh dưỡng chứ Nam không sửa bằng hình thức là cái dòng mà gọi là ức chế sinh trưởng nha quý con. Ức chế sinh trưởng đó là một trong những cái dòng gọi là sửa tướng trái này nọ bà con nông dân đã sử dụng, nhưng mà lại cái hậu quả sau này là gì? Trái của chúng ta nó không lớn, gai thì gai bự. Đó, còn đằng này mình sửa bằng cái dinh dưỡng là trái của chúng ta sau này nó là gai nhím nha quý con. Gai nhím trái nó sẽ nặng ký và bự, trái nở rai hơn, trái nó, năng sức bà con nông dân của chúng ta sẽ ok hơn. Về cái này thì bây giờ là tiến hành là chúng ta sẽ đi loại trừ lây gai mấy cái trái nó bị cong eo này nổi rồi. Mình sẽ tiễn xương lại một quận đi, rồi trái rơi vào tầm khoảng từ bự hơn ngón giò cái, bự hơn ngón giò cái là chúng ta sẽ đi tiễn thì một quận thứ hai nữa nha quý con. Như quý con nông dân mình thấy là cái cây này là đậu trái kinh khủng luôn, nhiều lắm, nhiều đúng không? Trái này. Đó, như trái này mình bỏ nè, trái này mình bỏ đó, mình sẽ loại trừ lây gai á, mình chừa lại cái phẩm chất trái nó đẹp trên vườn mình thôi. Là như trái này eo nè nguyên chùm này Nam bỏ trái này đó, thì chừa lại cho Nam là có khoảng 5 trái này đó. Đây nhánh này ngon lành không? Thì giờ mình phải đi tiễn trái, đừng có để cho cây tiễn nữa con. Mình phải đi tiễn lại gai. Trái nào bị eo á, công đích đó, mình đi tiễn. Tại vì đối với trường hợp cái sản lượng trái này là rất là nhiều. Trái này là cái cây này hiện tại giờ nó mang trái là khá là ok đó. Nhưng mà mình phải cố gắng, mình phải tiễn những cái trái nó eo. Eo đích này nọ mình phải bỏ trước đi, đó, qua cây khác như này. Đậu nè, đậu trái nè, với con nông dân thấy dê dài anh rảnh luôn kìa, nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Là khá là ok, sản lượng trái nè. Mẫu mã nói chung là về cái trái nè, nó buông đòn, nó dài trái buông đòn ra thấy không, nở gai ra trơn rồi nè. Thì giai đoạn này bắt đầu là mình sẽ sửa tướng trái lại để cho trái của chúng ta nó sẽ được gọi là đẹp nhất có thể luôn nghe quý con. Về cái nhánh này không là nguyên một dề luôn nè, như quý con nông dân xem nè đó. Thì vườn này thì cây là 9 năm, một số anh em nói là nói chung là có những cái ý kiến bà con nông dân chúng ta thì cũng nói là quay những cái vườn mà già đi chứ đừng quay vườn tơ. Đây thì hôm nay thì đáp ứng thêm nhu cầu của anh em thì Nam quay cái vườn già cho anh em xem về cái sản lượng mà gọi là đậu trái, chạy trái như thế nào đó. Thì vườn này thì nói chung là về cái vấn đề đậu trái thì nó đã thành công rồi đó. Về cái bộ lá này, thì Nam cũng chia sẻ luôn nè, như quý con nông dân mình thấy không, bộ lá nè, đỉnh đọt nó đã ngừng lại sinh trưởng lên nè, thì tỷ lệ đậu trái nó được cao nữa con. Chứ còn mà nhiều khi á, giai đoạn này mà cái này nè, cái mũi giáo này nè mà nó sáng một cái á, là coi như thua nha. Bởi vì ra là gì, trước khi mà xả nhị là mình phải xịt chặn đọt lại dùm cho Nam, mục đích là gì đó, để cho nó đậu trái được nhiều đó. Như chẳng hạn nè quý con ra anh xem nè, còn nếu mà trường hợp giai đoạn này mà đi đọt đúng không, mình cũng phải xịt chặn đọt nữa nè, không để cho nó đi đọt là nó cạnh tranh dinh dưỡng, trái của chúng ta nó sẽ bị giật hập nữa rồi. Có những cái mà gọi là Nam muốn chia sẻ những bà con nông dân của chúng ta, tại vì làm vườn nó sầu riêng á, là hiện tại giờ là chúng ta là
đi xuất khẩu chứ không còn bán trong nội địa nữa đâu. Bởi vì ra là gì, chúng ta phải làm sao gọi là cái trái nó phải đạt cái chất lượng nhất có thể, để mục đích là gì, chúng ta bán nó sẽ giá nó thành nó sẽ cao hơn. Đấy, lái vô là phải ưng cái bụng liền thì giá phải cao hơn những vườn khác đó. Nhằm mục đích là gì, mình phải làm cho nó gọi là cái sản lượng trái của chúng ta nó ổn định hơn. Trái nè, núi con nông dân mình thấy như cái cây này nè, hải hồn luôn chưa nè. Cái này là mình quay á, ở đây á là mình không phải là mình phe ở đây, mình năm nói thiệt luôn là hôm nay là không phải mình phe, mà nghĩa là mình quay để mình chia sẻ với nhau cái kinh nghiệm với nhau. Còn về cái trường hợp mà như chẳng hạn nó ra thì mấy cái đợt bông này nè quý con, thì đi lãi bỏ dùm cho Nam nha, đừng có chừa lại để nó cạnh tranh dinh dưỡng cái cây của chúng ta, cái nhánh của chúng ta, để nó mang được cái lượng trái nó cạnh tranh dinh dưỡng á. Con nông dân mình khi mà mình làm mà tới cái giai đoạn này á, thì nói chung là về cái vấn đề là ăn ngủ á thì đã yên rồi đó quý con. Giai đoạn này nè, giai đoạn này một số vườn của bên Nam là gọi là ăn ngủ cũng đã yên rồi đó, ok đó. Về cái sản lượng trái như thế này, đậu trái như thế này, và còn cực khổ một cái nữa là cực cái giai đoạn đi tiễn trái nè, rồi thúc dinh dưỡng nuôi trái nè quý con. Thì bắt đầu là cực khổ giai đoạn đó thôi. Còn về cái vấn đề mà gọi là rụng trái đó, thì giai đoạn này nó đã gọi là qua nè, qua cái giai đoạn rụng trái rồi, khỏe rồi, vì sáo gì là khỏe nè quý con, chạy trái nó xanh trái gì chân là khỏe rồi, thấy chưa. Thì giờ chùm chân nè, ra nè. Này là để mình quay cho quý con nông dân mình xem, chứ không phải là mình nói mình phe, tại vì do cái là gì. Đây, một số anh vườn á thì cũng có điện cho Nam, nói là Nam ơi quay lại cái vườn sầu riêng cây bự chẳng gì rồi cưng xử lý làm bông bằng phủ đó, thì quay đặng cho anh xem. Thì đây thì nói chung là Nam cũng gỡ những cái video này thì quay thực tế để gỡ đến những anh em nhà vườn chúng ta đó. Thì khi mà anh em mà cố gắng làm thì nó sẽ thành công thôi, không có gì đâu. Thì bên Nam thì lúc nào cũng luôn hỗ trợ cho quý con nông dân của chúng ta để chia sẻ những cái gì mà kỹ thuật cho quý con nông dân của chúng ta làm cho đạt nhất trên vườn nữa con. Còn về cái vấn đề mà nuôi trái, Nam cũng chia sẻ rồi đó, thì chúng ta là giai đoạn này bắt đầu là chúng ta sẽ đi cái dinh dưỡng để nuôi trái. Thì ngoài ra dinh dưỡng thì chúng ta cũng phải tưới xô để cho cái cây của chúng ta nó đủ cái dinh dưỡng để nó nuôi được cái lượng trái như thế này. Như quý con nông dân mình thấy là nội cái nhánh này không mà Nam đếm thì chắc có lẽ là cỡ khoảng từ hàng trăm trái đâu lên rồi nè. Cái nhánh này nè, nội cái nhánh cấp 2 này nè đó, nó nhiều cả kinh khủng luôn nè đó. Nhưng mà chưa kể là tới giai đoạn ở dưới đây, đây cái giai đoạn ở dưới đây đó, khúc dưới đây đây, rồi ở trên nữa kìa quý con nông dân mình có thể xem là ở trên nè. Trái thì nói chung là về cái sản lượng trái thì gọi là dư thừa đó, mình gọi dùng từ là dư thừa cái sản lượng trái nè. Bởi vì ra giai đoạn này là chúng ta phải đi bẻ bỏ mấy cái trái mà gọi là nó bị eo nè đó, bẻ bỏ đi đó, bẻ bỏ nè, để cho nó không gì. Giai đoạn này mấy cái eo này nè chúng ta bẻ bỏ để cho nó sẽ hạn chế cái vấn đề cạnh tranh dinh dưỡng để nuôi cái lượng trái của chúng ta. Nhưng giai đoạn này mà chúng ta sẽ chừa lại mấy cái trái eo này là sau này thì chúng nó cũng rụng mà. Nào quý con nè, cái trái eo nè, thấy chưa. Chúng ta bẻ bỏ đi. Thằng nào ra sau thì cũng bẻ bỏ luôn dùm cho Nam đó. Nhưng mà giai đoạn này là bắt buộc là chúng ta phải bẻ. Nam thấy là quý con nông dân chúng ta bẻ tay nó nhanh hơn bẻ kéo, cắt kéo rồi con. Một số anh em thấy là lấy kéo nhấp nhấp á, Nam thấy là lâu lắm. Còn như Nam thì Nam đi bẻ bằng tay không mà gặt nó rất là nhanh luôn. Tại vì đối với trường hợp cái cây này mà quý con nông dân mình trèo lên mà bẻ bằng tay đúng không, thì Nam thấy là chắc hơi lâu à. Mình phải bẻ làm nhanh nhanh chút. Chứ sầu riêng này mà chúng ta bẻ bằng cây kéo thì biết chừng nào mà xong. Chừa lại ví dụ như một đùm này mình chừa khoảng 4-5 trái thôi quý con, đừng chừa nhiều quá.
Thì thôi, thì nói chung là Nam cũng kết thúc video tại đây. Cũng cảm ơn tất cả quý con nông dân của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam. Mọi thắc mắc hay là cần hỗ trợ kỹ thuật thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại bên Nam. Bên Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ cho quý con nông dân chúng ta nha.